Chăm sóc mẹ bầu khi gió lạnh về. Những ngày gần đây, thời tiết miền Bắc dần trở lạnh hơn. Đây cũng là cơ hội để các căn bệnh ở đường hô hấp hay cảm lạnh tiềm ẩn tấn công gây hại đến sức khỏe của cả mẹ bầu lẫn thai nhi. Tuy nhiên, việc mang thai trong những ngày tháng lạnh giá sẽ không còn là điều đáng lo nếu các mẹ lưu ý những bí quyết sau đây. 1. Giữ ấm cơ thể. Mẹ bầu đừng nghĩ rằng vì thân nhiệt của bạn đang cao hơn mức bình thường mà bạn có thể chịu lạnh tốt hơn. Khi mang bầu, hệ miễn dịch của mẹ bầu sẽ yếu hơn hẳn lúc bình thường, đặc biệt là vào mùa lạnh. Do đó, khả năng bị nhiễm cúm hoặc các bệnh liên quan đến đường hô hấp rất dễ xảy ra. Khi đi dạo hoặc thể dục, các mẹ bầu cần chú ý mặc áo ấm. Trong quá trình đi dạo có thể gây cảm giác nóng và đổ mồ hôi. Trong những ngày lạnh, cộng với việc bụng bầu lớn lên, bề mặt da tăng diện tích tiếp xúc với không khí lạnh khiến bạn dễ bị cảm lạnh. Bạn cần thận trọng hơn trong việc giữ ấm cơ thể và làn da. 2. Tránh mặc quá nhiều quần áo. Nhiều mẹ bầu nghĩ rằng mặc nhiều quần áo là cách để tránh bị lạnh nên đã cố gắng khoác thật nhiều quần áo lên mình. Thực tế là việc giữ ấm cho cơ thể trong thời tiết lạnh giá là rất cần thiết, nhưng mặc quá nhiều quần áo sẽ khiến nhiệt độ toàn thân tăng lên. Điều này dẫn đến tình trạng các mạch máu giãn ra nhằm tăng cường lưu lượng máu đến da để tản nhiệt ra bên ngoài. Việc mặc nhiều lớp quần áo sẽ khiến nhiệt độ không tản ra ngoài được, gây tác dụng ngược, làm cho cơ thể mẹ bầu nóng dần, gây ảnh hưởng đến thai nhi. 3. Luôn uống đủ nước. Một nghịch lý sai lầm mà rất nhiều người thường hay mắc phải là khi thời tiết se lạnh, người ta lại không hoặc chỉ uống ít nước vì cho rằng cơ thể không mất nước vì không đổ mồ hôi. Tuy nhiên khi trời trở lạnh, không khí trở nên khô hơn và cơ thể cũng nhận được độ ẩm thấp hơn so với bình thường, nên các mẹ bầu thường dễ gặp vấn đề như khô môi, da rẻ nứt nẻ, kém đàn hồi. Chính vì vậy, việc uống đủ nước sẽ giữ cho làn da mẹ bầu khỏe mạnh, tươi tắn, quan trọng hơn là đáp ứng được sự lưu thông máu trong cơ thể. 4. Tiêm vaccine cúm. Đây là cách chăm sóc bà bầu tốt nhất và được khá nhiều bác sĩ khuyên thực hiện, bởi lẽ trong giai đoạn này, mẹ bầu khá nhạy cảm với cúm. Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, việc tiêm vaccine cúm là an toàn đối với cả mẹ bầu lẫn thai nhi trong việc phòng các biến chứng có thể xảy ra khi phụ nữ mang thai mắc phải căn bệnh này. 5. Tăng cường tập thể dục. Đây cũng là một cách hay để chăm sóc mẹ bầu trong những ngày trời lạnh. Thông thường theo phản xạ, chúng ta sẽ có tâm lý ngại tập luyện khi cảm thấy lạnh. Thói quen lười vận động sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của cả mẹ và bé. Thay vì dạo bộ như thường ngày, bạn có thể chuyển sang thực hiện một số bài tập đơn giản tại nhà hoặc tham gia một lớp yoga, thiền dành cho bà bầu ở gần khu vực sinh sống hay làm việc của mình. Những hoạt động này không những có ích cho sức khỏe mà còn giúp cho cơ thể mẹ thích ứng tốt hơn với thời tiết hiện tại. 6. Không nên nhất thiết ngày nào cũng tắm. Đôi khi có những ngày nhiệt độ xuống thấp hoặc những mẹ bầu sống ở nơi có khí hậu lạnh thì cơ thể sẽ ít ra mồ hôi hơn. Trong các trường hợp này, mẹ bầu không nhất thiết phải tắm hàng ngày. Mẹ bầu đừng nghĩ rằng trời lạnh thì tắm nước nóng như một giải pháp hữu hiệu. Trái lại, tắm bằng nước nóng sẽ khiến da dễ nứt nẻ, khô và ngứa ngáy hơn. Hơn nữa, sự thay đổi nhiệt độ đột ngột giữa phòng tắm với không khí bên ngoài sẽ khiến cho mẹ bầu dễ cảm lạnh. Lời khuyên là khi tắm xong, mẹ bầu nên lau mình thật kỹ và sấy tóc khô trước khi ra ngoài. 7. Dùng kem dưỡng ẩm cho da. Thêm một cách nữa để chăm sóc tốt cho bà bầu là dùng thêm kem dưỡng ẩm trong những ngày thời tiết trở lạnh. Thời tiết hanh khô có thể đẩy nhanh quá trình mất nước trong cơ thể, khiến da dẻ của mẹ bầu trở nên khô hơn, từ đó gây ra các vấn đề khác như ngứa ngáy, khó chịu. Chính vì vậy, các mẹ bầu có thể lựa chọn sử dụng những loại kem dưỡng ẩm da chuyên biệt nhằm ngăn ngừa hiện tượng khô da như trên. Mách nhỏ là sau khi tắm xong, chúng ta nên thoa kem lên khuỷu tay, bàn tay, bụng và phần trước ngực vì đây là những vùng da cần được chăm sóc đặc biệt. 8. Chế độ dinh dưỡng hợp lý. Trong giai đoạn mang thai, bạn cần được bổ sung rất nhiều các loại dưỡng chất khác nhau. Do vậy, bạn cần điều chỉnh để cân bằng thực đơn của mình sao cho hợp lý nhất. Hãy tăng cường thêm thực phẩm giàu chất xơ để phòng ngừa táo bón. Ngoài ra, mẹ bầu cần dùng thêm các loại trái cây và rau quả tươi để tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể, chống lại chứng cảm lạnh.